nói sao? Mày giấu ba mày mắc mớ gì giấu tao à. Tao mày cũng nói dối nữa vậy thôi tao không biết nói gì hơn nữa. Giận chứ hả, hai vợ chồng năn nỉ quá trời luôn. Xin mời. À, chào cô. Dạ chào cô. Chào chị. Mời cô dạ, ngồi. Xin mời chị ạ. Xin mời cô giới thiệu về mình ạ. Chào MC Quyền Linh và Lê Lộc. Dạ. Và khán giả trường quay. Tôi tên là Hồ Thị Hồng Cúc. Hôm nay 54 tuổi, nội trợ. Dạ. Xin mời chị ạ. MC Quyền Linh, chào Lê Lộc, chào khán giả trường quay và khán giả xem đài. Em tên là Trần Ánh Tuyết, hôm nay em 27 tuổi và em là nhân viên văn phòng ạ. Em làm dâu của mẹ cũng được 3 năm rồi ạ. Thì lấy chồng năm 24 tuổi đó. Dạ vâng. Dạ em có mới có một bé thôi, gần tuổi rưỡi à. Trai hay gái chị hả? Dạ gái ạ. Cô với em có thể chia sẻ những cái buổi đầu tiên gặp gỡ đó, mình ấn tượng nhau điều gì? Mới đầu gặp thì giới thiệu á, thằng con trai á nó dẫn về á, làm chung với ba nó. Đây nè, làm chung với ông xã. À con dâu làm chung với ông xã lúc đó quen á. Dạ. Mà ông xã cũng không biết nữa. Thằng con trai nó giấu. Thì bữa đó tình cờ đâu á là ba nó nói là ba đi về quê. Thì ở đây mới dẫn về nhà cho mẹ biết mặt thôi, còn ba thì hả sợ. Thì mới nói là tên Tú, chứ không phải là nói tên Tuyết nữa. Nó nói tên Tú. Ai ngờ đâu hả, nói tên Tú vậy đó. Thì ở đây mới nói rằng nó giống tên của cậu Út mày quá. Sau này thì mới biết. Mới biết nói nó mới quen vậy mà nó nói xạo, nó giống vậy đó. Tự nhiên đâm ra mình buồn chứ. Bực mình chứ. Đó, mình buồn mà. Về nhà nó xạo rồi. Ồ, đó. Dạ, nói chung là em cũng đính chính á. Em là bên bộ phận thư ký. Còn chồng em với lại ba em thì làm bên bộ phận sản xuất. Với lại trong công ty ai cũng biết là ba khó tính lắm. Hai đứa em quen mà giấu hết, không có dám nói cho ai biết hết á. Nhiều khi gặp ba rồi vô trong làm á, khó nói chuyện, không biết làm sao hết trơn á. Giờ nói tin Tuyết là ba biết liền à. Cái em đâu biết đâu, em nói đại tin Tú. Nhưng mà cô có ấn tượng gì với con dâu tương lai không? Lúc đầu tiên á. Thấy dễ thương, mình thích con dâu. Thích mà. Mình thích. Tại vì mình cũng mong muốn có con dâu mà. Rồi ngày đầu tiên nó có nấu gì mà cho mình ăn, có tặng quà gì không? Hả? Không hả? Không có tặng quà gì đâu. Có thì nấu gì bình không? Thường thôi. Thì qua nhà chơi thì nấu ăn bình thường. Không biết là cái lần đầu tiên mà gặp mẹ chồng á, chị có ấn tượng gì không? Dạ, tại lúc đó 30 tháng 4 á, đang đi chơi á, cái ảnh kêu thôi đi về, ba đi về quê rồi, đi qua thăm gặp mẹ đi. Cái gặp mẹ, cái thấy mẹ cũng vui, cũng cười. Nhưng mà về sau thấy mẹ hình sự nên không dám nói gì hết trơn á. Toàn là đợi mẹ anh hỏi mới trả lời không à. Tại với lại mình nói xạo cũng lo xạo chứ bộ. Cũng sợ mai mốt mẹ biết á, cũng nghĩ trong bụng rồi chết rồi, mất mất điểm rồi đó. Nhưng mà sau đó thì bao giờ ba mới biết? Dạ thì cũng quen gần 3 năm rồi. Em mới nói với lại anh Huy là chắc nói thiệt cho mẹ biết đi, chứ để mẹ biết mẹ giận á. Chứ giờ nói mẹ thôi chứ không dám nói ba đâu. Khi mà ba biết ba có la gì không? Dạ không, ba không có nói gì đó. Hồi đó lúc đó là không biết ba khó, tưởng ba khó. Nhưng bây giờ biết ba dễ lắm. Nhưng lúc đó mẹ biết rồi mẹ có... Mẹ giận, mẹ gọi hỏi, mẹ nói. Nói sao? Mày giấu ba, mày mắc mớ gì giấu tao. Tao mày cũng nói dối nữa. Vậy thôi, tao không biết nói gì hơn nữa. Giận cái hả, hai vợ chồng năn nỉ quá trời luôn. Hai đứa quen nhau mà chưa biết là quen ai á. Thì ba mẹ nói là ổng không biết quen, có con trai á quen. Ổng nấu đồ ăn tùm lum á, ở dưới quê Bến Tre lên là gửi đồ cho em không à. Mà đâu biết là em đâu. Nhưng mà những ngày đầu tiên làm dâu đó, thì con dâu nó có hoàn thiện không cô? Có lo lắng cho mình không? Có, cũng lo bình thường, nhưng mà nó không có biết nấu này nọ thôi. Nó chỉ phụ với mình vậy thôi. Cô thấy giờ có gì mà hợp với con dâu không? Có. Hợp gì được hợp cô? Với con dâu là đi mua sắm. Đi siêu thị là chóng mặt. Lên mạng là mẹ nó Tiết ơi cái này đẹp quá, cái kia đẹp quá, được không con? Thì em cũng kiếm giùm mẹ. Nói mẹ ơi cái này chắc bán xạo hay nọ đó. Rồi cũng nói với mẹ, hai mẹ con cứ lên Facebook miết vậy đó. Rồi, cô lên Facebook luôn hả? Rồi mua đồ trên mạng luôn hả? Coi đồ trên mạng nào là đẹp đẹp á, mình ấy cái mình hỏi, hỏi ý kiến nó coi được không? Tại vì nó nhỏ thì nó rành hơn mình. Mẹ con kết bạn qua Facebook. Có like không? Dạ có.
Có bao giờ em không like mẹ không? Có, lúc nào em cũng like mẹ mà, đâu có nào đông like đâu. Rồi có bao giờ mẹ không like con không? Mẹ không biết like. Không luôn. Làm gì không biết. Đại vô xong chỉ cho mẹ. Có, chỉ mẹ mà lúc mẹ nhớ mẹ quên. Cứ cái dòng mà người ta like mà mình không like, người ta buồn lắm á. Chú như chơi Facebook mà quen mà không like chú ghét lắm á. Ủa con like chú chưa ta? Chưa. À, chút nữa về like. Nhớ like hết luôn nha. Không like muốn đừng nhìn mặt chú. Rồi không biết là cái chuyện ăn uống hay là chuyện sinh hoạt trong nhà mình là hai mẹ con có hợp nhau không chị? Dạ không hợp. Không hợp hả? Tức là ăn là có mấy em thì ở nhà ăn mấy món chiên xào quyết quen rồi. Còn qua là mẹ nấu chuẩn mấy món mà giò heo, đuôi heo nọ đó. Rồi nhỏ giờ có ăn đâu. Giờ nhìn mấy cái đó sợ không dám ăn. Mẹ giận. Dạ. Mà nó kén ăn lắm, nó không có ăn. À, trong cái chuyện mà chăm sóc con cái đó thì hai mẹ con có hợp với nhau không? Trời, thôi khỏi nói rồi. Nó lúc nó đẻ con á, còn nhỏ thì mình nói á, hả, rồi mình đã nuôi có con mình biết rồi. Nó không có cho con uống nước. Tối ngày nó cứ coi trên mạng á, nó nói là trên mạng không có cho con nít uống nước. Nên nó uống gì? Uống sữa. Dạ, bú sữa xong 6 tháng đầu á. Mẹ coi trên trong cái cuốn sổ khám sức khỏe với lại trên mạng á, thì nói là trẻ dưới 6 tháng tuổi là mình không có cho nó uống nước, mình bú hoàn toàn bằng sữa mẹ. Thì nói với mẹ, mẹ không hiểu, gửi link qua cho mẹ coi cũng hiểu, đưa sổ cho mẹ coi mẹ cũng không hiểu luôn. Mẹ nói là hả, tao nhỏ hồi đó giờ tao nuôi với Tàn là hả, cho uống nước không mà mày nuôi kiểu gì trên mạng không mà mày nghe lên mạng nghe luôn đi. Nó rồi chứ... sao cuối cùng mới cho uống nước không cô? Không, nó đâu có chịu nghe đâu. Là nó chứ, mới là có lì lắm. Lì trời luôn hả? Ồ, cứng đầu á, nó không có nghe. Dạ cũng hỏi bác sĩ rồi. Đó. Nhưng mà thật ra cô, cái phương pháp hiện đại bây giờ là không nên cho em bé uống nước những cái tháng đầu sau khi sinh á. À, vậy hả? Mà cho uống nước hoài cũng lớn ào ào chứ sao đó, đâu. Đó, ba nó đó, chồng nó giờ đó. Nuôi nó lớn lên tới giờ đó làm sao? Đúng rồi. Nhưng mà giống như là bây giờ nó có cái phương pháp hiện đại hơn. Giờ có tiền cảnh. Có tiền luôn. Ê, chú hồi xưa uống nước trong lưu với sông không nè. Cũng cao ngời ngợi chứ. Nói chắn là thương cháu nội. Tại vì mình thích cháu nội gái nữa. Nên nó ra cháu nội gái nên mình cưng lắm. Nó nên anh nói không nghe. Nên mình nhiều khi mình tức thì mình muốn bỏ liều. Nó muốn làm gì nó làm đi. Cô vợ làm cô tức cô khóc không? Có chứ. Khóc luôn hả? Mày có biết không? Không, không có biết đâu. Tại vì nó không có ở gần. Nó làm dâu ở bên đây chừng có mấy tháng thôi. Rồi má chị xui với bệnh á, giống như là chị bệnh. Nhà không biết. Có ai hết. Nên có mình nó à, nên chị nó thì có chồng ở xa lắm. Giờ có mình nó ở với má nó, giờ nó cũng xin phép bên đây cho về chăm sóc, mà mình cũng kêu nó về chăm sóc má nó. Thì thỉnh thoảng mình có về thăm mẹ không? Dạ có, tuần nào thứ bảy chủ nhật hai chồng cũng về. Cô giờ em thấy mẹ rơm rớm nước mắt khóc như thế này chưa? Dạ cũng có. Lúc đó, những lúc đó em làm gì để em động viên mẹ chồng? Là ôm mẹ, nó mẹ có gì vậy mẹ? Không biết sao nay mẹ khúc động, mẹ khóc. Buồn sao nay cô, trong lòng gì cô nói hết cho con dâu đi cô. Thì đó, nãy giờ nói hết rồi đó. Nó có gì là nói ra hết rồi. Dạ. Chứ đó giờ không có nói hả? Thấy chưa? Mẹ giấu trong lòng đó. Em có xúc động vì những tình cảm mẹ chồng hy sinh cho em không? Dạ có, em biết mà. Em có để trong lòng, em chưa giờ nói với mẹ. Sao không nói? Dạ thì em biết vậy chứ em nói với mẹ cũng ngại á. Mà giờ chưa gì mẹ đã khóc rồi. Thấy chưa, đôi khi mình quan tâm tới nhau, mình yêu thương nhau nhưng mình không có chia sẻ, không có làm gì để cái người đối diện biết đó. Đôi khi cũng tủi thân. Nếu mà mẹ chồng em biết em quan tâm như thế, yêu thương mẹ chồng thế thì mẹ chồng em có thể là rất là nhẹ nhàng hơn, đỡ cái tủi thân hơn. Nhưng mà hồi trước đó mình có hay tâm sự với mẹ không chị? Dạ có. Tàn này, bạn bị mẹ la không à? Nói mày Tàn mét chồng không à? Ủa sao vậy? Tức là vậy như là nói anh Huy anh gì nè, anh kia nọ đó, ảnh nhậu á. À ý là mấy vốn mẹ hả? Mét mẹ đó, cái mẹ la. Mẹ nói mày tối ngày mày cứ miếng vốn tao hoài. Nhưng mà lúc đó thì cô binh ai cô? Nói chắn ra thì mình cũng binh con mình. Mình binh con mình. Mình nói la nó, mình nói không, không phải. Tại vì nó đi làm xa. Mà nó nói với ngày thì nó về. Rồi mình á, nó nói với mình á là nó không về.
mình thấy nó đang nhậu xỉn nữa, mình nói thôi thôi mày xỉn thôi mày ở đó mày nhậu ở ngủ đó đi rồi mai hãy về. Mà hả một hai hả nói như này là về xỉn vậy mà vẫn chạy về nên hả chị lo rồi chị mới la nó mà thấy nó đường xa như vậy đó chạy xe về đó là nguy hiểm. Em nghĩ là chồng em về rồi, tại thường thường là cuối tuần đó, chồng đi Long Khánh xa nhưng mà cuối tuần cũng phải về với em, mà tại lúc đó là đang công trình ở Long Khánh thì mẹ chồng nói về thì em cũng không dám gọi, em nói là chắc đi đường xa không tiện gọi mất công nữa thì mới điện cho mẹ tám thôi. Cái vô tình đâu cái mẹ nói ủa sao mẹ nghe thằng Huy nó không về, mà nhưng mà mẹ ra là mẹ nói dối, mẹ giấu vụ mà hả chồng mình xỉn á, mẹ nói là nó không về để mình khỏi mong á. Ai về đâu cái nghĩ cái buồn, nói ủa sao anh Huy anh nói mẹ không về mà không nói với mình biết để mình đợi mình ngóng, cái nói với mẹ rồi mẹ cũng giận mẹ chửi không biết luôn, cái xong khóc buồn không biết như sao. Nó nói hả giờ thấy mẹ binh chồng á không đứng về phe mình, nó thấy buồn ghê khóc quá trời luôn. Cái về cái hai chồng gây lộn xong rồi cái quề rồi nói hả chồng kêu xin lỗi mẹ đi, mẹ buồn lắm, em đâu có biết mẹ buồn đâu, tại em nghĩ là em đang buồn nhiều hơn mẹ nè. Cái thấy mẹ vậy á em gọi hỏi cho mẹ, cái mẹ mới la, mẹ nói là mai mốt cái gì cũng từ từ biết chưa, rồi em khóc rồi em xin lỗi mẹ vậy thôi. Đúng là chính là cái lời xin lỗi đó làm cho mẹ rất là nhẹ lòng ha. Để xem chồng em sẽ nói điều gì nha. Xin chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Cảm ơn chương trình đã cho mình gửi gắm đôi lời tới mẹ và vợ. Hai đứa mình lấy nhau cũng được 3 năm rồi. Trong thời gian ở chung với nhau thì giữa mẹ và con dâu rất là hợp và hiểu ý nhau. Hai người rất là vui vẻ, cũng không làm gì cho mình khó xử lắm. Nhưng có một điều này hai đứa mình rất là cảm ơn mẹ, vì đã đưa ra quyết định cho hai đứa về bên nhà ngoại ở. Mẹ đã hiểu được cái khó xử của con dâu, bởi vì hai đứa rất là thương mẹ, tuy biết mẹ rất là buồn nhưng mà hai đứa cố gắng sắp xếp công việc mỗi hàng tuần thao qua thăm hai ông bà nội để cho ông bà nội đỡ nhớ con nhớ cháu. Còn về phần vợ á, vợ phải tập ăn những món mẹ nấu và đừng có kén ăn nữa, là để cho mẹ đừng có nói lì lợm và cứng đầu nữa. Còn có điều này nữa là tuy mẹ với con dâu hợp nhau thì hợp, nhưng mà bớt mua sắm lại một chút, đừng có mua sắm nhiều quá. Dạ em chỉ muốn mẹ thương em nhiều hơn thôi, nếu mẹ có dâu khác thì mẹ cũng thương em nhiều hơn. À nếu có dâu cũng thương nhiều hơn luôn hả? Dạ thương em nhiều hơn dâu kia. Cô thấy sao cô? Thích con gái lắm, bởi con dâu thì mình cũng thương như con gái mình vậy đó. Cô có mong muốn thay đổi điều gì con dâu của mình không? Điều mong nó là hả đừng có kén ăn nữa. Mình muốn cho nó ăn để nó hả mập mạp lên, như tròn lên, nó riết hả nó ốm nhôm nhách à. Nhưng mà mập quá chồng nó không thích. Không, vừa thôi, đừng có mập quá xấu lắm. Mỗi lần nấu gì là phải để cho nó riêng. Và để thịt riêng, thịt nạc riêng. Không có ăn chung với nhau được. Rồi, cảm ơn cô với lại em rất là nhiều ha. Hôm nay thì hai mẹ con có thể nói điều gì với nhau, đi hứa với mẹ điều gì. Ôm mẹ đi. Đó. Nói gì với mẹ đi. Mẹ ông ở nhà không nói con lên đây khóc giống như miếng vốn con vậy á. Mẹ đừng có buồn nữa, tụi con vẫn qua thăm mẹ mà. Mẹ không có buồn nữa đâu, thì mỗi tuần thì tụi con về thăm mẹ thì mẹ cũng vui rồi. Một kỷ niệm gửi tặng cho gia đình. Chúc cô và em thật nhiều sức khỏe ha. Dạ, cảm ơn và anh Quyền thành Linh. Công hạnh phúc trong cuộc sống. Dạ, cảm ơn anh Quyền Linh. Dạ, chương trình cũng có phần quà dành tặng cho cô. Đây là Natto Enzyme giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Và cao linh chi và cao linh chi nhân sâm của công ty cổ phần dược phẩm OBC có tác dụng là bổ dưỡng khí huyết, giảm mỡ trong máu, giảm cholesterol và trị suy nhược thần kinh nữa. Còn đây là phần quà đặc biệt là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng của thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Xin dành tặng chị và cô ạ. Cảm ơn Lê Lộc, cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô và chị.